Hôm nay mình nấu sườn sườn heo, hầm sả với củ cải trắng, cà rốt, nấm, gia vị nè, sả, hành, tỏi, với lại đường, sa tế, bột nêm, muối. Bắt đầu bây giờ mình sẽ dầu sôi, dầu nóng mình cho sả, hành, tỏi vào. Xào cho nó vàng thơm, rồi mình cho sườn. Đợi xô nên mình hớt bọt, xong mình cho củ cải, cà rốt với nấm vào, nêm vừa nêm lại vừa ăn. Mình cho hành tây vô, nước gà nấu sườn non, hành xả, cà rốt, củ cải trắng, rồi nấm, hành tây, rồi mình vừa làm xong. Bún mình đã làm xong, sườn heo mình đã làm xong, nó hơi chín khi em đang chuẩn bị để bún salad. Cái này nước mắm sa tế, nước mắm mình bỏ miếng sa tế như vậy. Chúc các bạn ngon nha.